Đây là bánh su kem mọi người nhé. Bánh này thì vỏ bánh thì kiểu như là bánh mì ấy, nhưng mà ruột thì bằng kem và nó có một cái lớp đường cô đặc ở phía ngoài, ở bên trong có một lớp kem. Bánh này là cũng là một loại bánh bán bình thường trong dân gian, thì mình thấy ăn bánh này cũng ngon. Nó cũng dễ ăn ấy. Tức là ví dụ chẳng hạn như là cái vỏ bánh ấy này thì nó kiểu như là bánh mì ấy, nhưng mà cái ruột bánh thì nó là nhân, nó là kem, thì bên ngoài nó có một lớp đường thì vị nó theo kiểu nó không còn là vị nhạt với cả vị muối nữa mà nó chuyển sang là vị ngọt ấy. Mọi người thấy không? Có một lớp kem ở bên trong này. Lớp kem này mềm và ngọt. Có một số hiệu bánh thì cái bánh này là bánh làm đại trà đấy. Người ta bán với số lượng lớn, bán cho nhiều người. Đôi khi là có một số hiệu bánh ấy, thì không hiểu người ta làm bằng cái gì mà cái ruột cái lớp kem ấy nó có màu hơi hanh hanh vàng, ăn cũng thơm nữa. Thế là có một lớp kem ở giữa này, nó là một cái bánh mì nhỏ như kiểu bình thường, xong là người ta hiệu bánh người ta tách nó ra, xong người ta cho một lớp kem vào giữa. Nếu các bạn không dùng găng tay thì cái lớp đường này có thể làm cả bằng tay thì tay các bạn cứ dính lớp đường, ăn xong thì sẽ phải rửa tay, dùng găng tay thì không cần. Cái này nó không phải là ở đây là không phải là bằng đường bình thường, nó cũng là đường cô đường đường trắng cô thành một lớp, nhưng mà ở đây hiệu này thì là người ta làm theo kiểu là cái lớp này nó gần như là cái bột trắng ấy, cái bột trắng gọi là cái bột trắng làm gọi là nhìn thì giống như là cái lớp đường trắng cô để trông cho nó đẹp, nhưng mà nó sẽ tiết kiệm hơn. Cái đây cái bánh này thì là cái lớp trắng trắng bên ngoài này người ta không làm bằng đường, có một số hiệu bánh làm bằng đường, nhưng mà cái này nó là cái bột trắng nhìn trông như là đường trắng nhưng mà trên thực tế không phải là đường trắng mà là bột trắng, nó sẽ làm giảm bớt cái độ ngọt đi, cũng ok, nó vừa là giá thành nó rẻ hơn mà ăn thì ngon hơn, ăn không nhận được sự khác biệt. Cho đường vào thì nó sẽ, nếu mà cái lớp bán bên ngoài này mà làm bằng đường trắng chứ không phải bằng bột trắng như thế này ấy, thì ăn nó sẽ ngọt hơn.
bỏ đi lớp đường trắng thì ăn nó sẽ, đây là dùng bột trắng để trông cho màu nó đẹp nhưng mà nó lại tốn ít nguyên liệu, tốn ít tiền hơn ấy. Thì cái độ ngọt nó giảm đi. Là bột trắng không phải đường. Nếu mà chán ăn bánh mì thì có thể là ăn bánh su kem nó dễ ăn hơn. Cái găng tay ni lông gọi là rất rẻ, có mấy nghìn một túi thôi, nhiều đôi, nó gồm nhiều đôi khác nhau mà mình nấu ăn hay mình ăn vặt nó rất là tiện, đỡ bẩn tay. Ăn xong thì cần tháo được găng tay vứt đi là xong.